Chị thấy chỗ này không được đâu nhá. Dạ. Sáng tạo quá đi em ạ. Ui, cái sáng tạo thế này sếp chị lại không thích. Thế bây giờ em sửa lại chị cho nó bớt sáng tạo để sếp chị duyệt được không? Ừ, sếp chị lại thích nó kiểu truyền thống hơn ấy. Em sửa bớt cho chị nhá. Sáng tạo quá sợ sếp không duyệt. À, chị không phải lo, nói chung là bọn em sửa được quá. Nhưng mà cái chỗ này nhá, cái USB này ở đâu ra đấy? Ờ, của bên chị. Thôi mà chị. Chị còn không nhận ra là sản phẩm của chị nó lại tuyệt vời như thế mà. Đúng là xuất sắc luôn. Bọn em cảm ơn. Nói chung là trước khi mà bọn em mà lên idea viết ý tưởng là bọn em đã phải tìm kiểu kỹ lắm về những cái sản phẩm bên mình rồi. Nên là chị phải lo, nói chung là nó ngoài sức sáng tạo luôn đấy. Ok, idea này chị chốt. Nhưng mà chị không làm. Sao lại không làm chị? Mình chốt rồi mà nhỉ? Mà phải làm ngay luôn chị. Thế mình triển khai luôn chị nhỉ? Đi thôi nào.